Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ben Computer. Thì đến mỗi cuối tháng thì chúng mình sẽ tổng hợp lại những câu hỏi, những thắc mắc của các bạn. Và ngày hôm nay thì mình và anh Huy sẽ cùng nhau để giải đáp và trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của bạn đã đặt ra trong tháng vừa rồi. Và đặc biệt trong tháng 10 vừa qua thì chúng mình đã nhận được rất nhiều những câu hỏi về các sản phẩm gaming giá rẻ. Vậy thì ngày hôm nay thì em và anh Huy sẽ cùng nhau trả lời những cái thắc mắc của bạn về những cái sản phẩm chất lượng cao nhưng giá thành thì vô cùng hợp lý. Anh Huy thì bây giờ anh đã sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi, ok. Ok, nếu như anh sẵn sàng chúng ta bắt đầu các bạn nhé. Let's go! Một bạn có nickname là bạn Đình Trọng có đặt câu hỏi cho bên computer, đó chính là mình cần tìm một em bàn phím cơ dành cho người mới chơi. Mình thích Blue Switch và cần đèn RGB để trang trí cho góc làm việc, giá phải dưới 1 triệu, tư vấn giúp mình với. Thì anh sẽ có cái câu trả lời cho bạn là Đình Trọng như thế nào? Đây, và mình có một cái sự lựa chọn khá là phù hợp cho bạn trong trường hợp này, đó chiếc bàn phím ERA EK3104 phiên bản 2021 mới ra mắt. Thì cái bàn phím này nó khá là đẹp bởi vì nó có cái LED RGB này. Rồi cái tiếng của cái switch của nó khá là gọi là banh. Đây, chắc chắn đúng không anh? Đúng rồi, nói chung là bấm phát là biết luôn. Mạnh mẽ rồi. Đúng rồi, là Blue Switch. Đấy, với cả nó cũng có cái khe DJ khá là gọn. Và tất nhiên là mức giá rồi. Mức giá khá là phù hợp. Đúng rồi. Đặc biệt cho những bạn mới chơi, mới tìm hiểu đúng không anh? Và em còn biết thêm một điều nữa anh, thì đó chính là bên bên computer số 7 quận 92 Nguyễn Khánh Toàn thì bây giờ đang giảm giá xuống còn 750.000 thôi. Em thấy cái giá này nó cũng khá là hợp lý đối với những cái bạn mới chơi, mới tìm hiểu về cái con gọi là Edra này ấy. Thì anh thấy nó có là hợp lý hay không? Tất nhiên rồi, thì với cái mức giá 750.000 đấy thì khó mà tìm được một cái con bàn phím nào cạnh tranh được. Em nghĩ vậy anh ạ. Ok anh, và bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ hai, đến từ một bạn có nickname là Nam Khánh anh ạ. Bạn Nam Khánh thì có hỏi là mình muốn build PC thì nên mua chip Intel hay là mua chip AMD của Ryzen? Mình muốn chơi game nhẹ và làm Photoshop đơn giản. Câu hỏi đối với câu hỏi như thế này thì câu trả lời nó khá là đơn giản thôi anh ạ. Anh nếu như là anh ở trong trường hợp của bạn Nam Khánh thì anh sẽ chọn cái nào? Nếu như anh thì anh theo quan điểm của anh thì anh nghĩ là mình sẽ chọn AMD nếu như có AMD. Một cái budget nó không quá là dễ dàng. Đúng rồi, không quá đúng rồi. Thì nói chung là mọi người đều biết đến AMD ở cái về một cái điều là nó là ở phân khúc nó thực ra nó là giá rẻ này. Okay, hiện năng nó cũng ổn này. Rồi, đấy okay, em hiểu. Nếu mà đối với AMD thì thường ý, nếu mà bạn mua một cái chip thì nó sẽ có một cái card onboard đi kèm khá là khỏe. Nó sẽ tốt hơn so với cái chip Intel. Tốt hơn Intel. Intel đúng rồi. Đấy thì qua một số cái benchmark thì nó có thể chơi những cái tựa game online nhẹ nhàng. Đúng rồi. Và cũng như cái yêu cầu của bạn ấy thôi, đó chính là bạn ấy chơi game nhẹ và làm Photoshop đơn giản đó, mọi người ạ. Thì em thấy là đối với con AMD của Ryzen ấy thì đây cũng không, một lựa chọn cũng không quá tồi. Bởi vì cái nhu cầu của bạn ấy cũng không quá cao mà. Với cái tầm trung như vậy thì cái AMD nó cũng hợp lý đấy nhỉ. Đúng rồi, trừ khi là bạn chơi dụ game hardcore hoặc là làm render video hoặc là làm những cái phần mềm nó chuyên biệt ấy thì Intel nó sẽ support tốt hơn. Nhưng mà trường của bạn tất nhiên là AMD rồi. AMD sẽ tốt hơn bạn bạn Nam Khánh nhá. Ok, thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của một bạn nickname rất là em nghĩ là anh sẽ hứng thú bạn này. Nickname là tên là Huấn Hoa Hoành. Bạn ấy đặt câu hỏi là chiến thần nào đấy đúng không? Một cách rất là dân chơi của nó này. Bạn ấy cần một PC giá tầm khoảng 15 triệu và tiêu chí là phải bền này, dùng từ lâu này, không cần VGA với màn hình. Và bạn ấy chỉ dùng mấy ứng dụng văn phòng với lại thi thoảng chơi tí game. Đấy, thì nếu mà anh có cái tầm giá hoặc là sản phẩm phù hợp thì anh cứ recommend cho bạn ấy. Thì mình cũng đã soạn sẵn cho bạn một cái cấu hình cụ thể là CPU AMD Ryzen 5 Pro 5600G, mainboard MSI B450M, RAM 8GB, ổ cứng SSD Western Digital Black, nguồn Antec VP500PC 500W và một cái vỏ cây tùy sở thích của bạn, nó rơi vào khoảng trên dưới 700.000 thì tổng thiệt hại nó sẽ rơi vào đâu đó tổng khoảng 14 triệu. Vâng. Đúng rồi. Em khá là hợp lý chứ. Và nếu như bạn thực sự có quan tâm về cái tầm giá tầm như vậy thì mình nghĩ là với cái mức giá tầm khoảng 14 triệu thì cũng khá là phù hợp với túi tiền của bạn thôi. Và tiếp theo sẽ là một thắc mắc đến từ bạn Đình Cường. Bạn này thì bạn dùng MacBook ạ, và bạn ấy than rất nhiều điều về MacBook này. Bạn ấy bảo là mình dùng MacBook được 7 năm nay, hết lỗi ổ rồi lại lỗi màn nên muốn tìm laptop Win giá càng rẻ càng tốt, miễn là đáp ứng các tiêu chí ví dụ như là mỏng nhẹ, bỏ các tài liệu, mang đi dễ, pin lâu trên 4 tiếng đồng hồ, có camera để zoom.
họp team dùng Office 365 ổn là được, giá tầm cũng 15 triệu đổ về anh ạ. 15 triệu à? Dạ vâng. Thì mình cũng có một cái option laptop phù hợp cho bạn bây giờ, đó chính là chiếc laptop HP 340S G7. Thì cái chiếc laptop này chạy con i3 đầu 10, RAM 4GB, SSD 256, và màn hình 14 inch HD. Thì nói chung là con laptop này thì đầy đủ full service cho bạn đấy, theo đúng yêu cầu của bạn luôn. Và các bạn nhớ một điều nha, đó chính là sản phẩm này đang nằm trong chương trình khuyến mại của Man Computer dịp Halloween này. Nên các bạn thực sự quan tâm thì chúng mình sẽ để chi tiết và phần mô tả sản phẩm ở bên dưới nha. Nếu các bạn thực sự quan tâm thì hãy nhấn vào link các bạn nha. Ok, và vừa rồi là những câu hỏi mà ngày hôm nay anh Huy cũng như là mình vừa giải đáp các thắc mắc cho các bạn, và mong rằng sau video này thì các bạn sẽ có một cái nhìn mới hơn, có những cái hiểu biết hơn về laptop cũng như là PC. Và như thường lệ thì sau khi xem video, nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, nút subscribe, nút chuông và nút share để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất đến từ nhà Ben Computer các bạn nha. Và cuối cùng thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.